Các cái nhóm tới lượt nhóm số 10 nha. Hôm trước là nhóm 9 rồi đúng không? Lượt nhóm 10, nhóm 10 có thể nhóm 10 ở đây các bạn là đại diện chưa? Nguyễn Huỳnh Nhật Huy, Nguyễn Trọng Đại, Hàn Tuấn Kiệt, Lê Đại Thắng. Nhóm 10 các bạn nào đây ạ? Nhóm số 10. Có, nhưng mà thầy ơi, nhóm của tụi em đang bị hư máy tính cho nên không có show lên được với thầy, nhưng mà em có tìm tài liệu rồi. Chuẩn bị trước chứ hôm trước thầy nói rồi bữa sau là tới được nhóm 10 tiếp theo rồi thôi cô, nếu mà chưa có thì qua bữa sau ha. Mấy em nên sử dụng máy tính nha, bây giờ nếu mà không có máy tính thì khó học đó, là vì điện thoại không thể nào mà mình làm đồ án bằng điện thoại được nha. Điện thoại mình cái chức năng nó có hạn ha, máy tính mình mới xử lý được các cái file văn bản rồi lưu trữ dữ liệu qua điện thoại sẽ có không thể làm được đâu, tổng thảo rồi không làm được. Thì tính còn dùng phần mềm vẽ hình mà nữa rồi, nếu mà nhóm 10 chưa có thì để đó về sau thì kiểm tra lại nhóm sau rồi. Nhóm 11, nhóm 1 là Nguyễn Thanh Bình, Phạm Văn Lợi Em, Bùi Thanh Cao với Võ Thái Vương. Nhóm 11 có mặt ở bạn nào đây đại diện chưa? Thầy ơi, về cái làm bao voi á thì tụi em chưa có chuẩn bị, nhưng mà về cái tài liệu thì tụi em có chuẩn bị á. Thầy đâu có biểu làm PowerPoint liền đâu, chưa đâu nha. PowerPoint là tới cuối kỳ mình mới trình bày á. Còn bây giờ thầy chỉ yêu cầu là các nhóm sau share màn hình lên để thầy xem thử là nhóm mình làm được những gì. Đáng lẽ ở trên lớp á, nếu ở trên lớp thì thầy xuống tận nơi á, thầy sẽ kêu là cái nhóm mình tìm hiểu đâu, mở máy tính lên thầy xem. Ở đây không có thì mình không có gặp trực tiếp được, thì em share lại để thầy xem như thế nào ha. Thì đợi em chút để em vô điện thoại, tại em luôn trong điện thoại chứ không luôn trên cái. Em lưu ý mình cố gắng mình sử dụng máy tính để mình làm việc á, chứ còn điện thoại sẽ rất là khó để mình làm. Dạ. Qua tuần sau là mình phải qua cái nội dung mới là về vẽ sơ đồ nguyên lý này. Thì em phải tìm hiểu về sơ đồ á, vẽ lại cái sơ đồ của nó. Đạt chưa? Tuần tuần sau là về yêu cầu về trang bị điện. Truyền động và trang bị điện. Học thì trong tuần này mình tìm hiểu luôn về cái yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện luôn á, mình tìm hiểu đặc điểm công nghệ rồi cái yêu cầu về truyền động và trang bị điện. Dạ thầy ơi, em chuẩn bị rồi. Rồi để thầy tắt xe, em cũng xe cái màn hình này. À, hình như các bạn là không nghe nói hả? Thành Nhân có nghe thầy nói không? Hình như không có bạn nào ý kiến là không nghe ha. Dạ em nghe ai ơi. Đi kiểm tra cái mic cái loa nữa. Có được hai tài liệu đó rồi. Rồi nếu mà còn nữa không? Cố gắng mình tìm kiếm nhiều tài liệu lên để mình tham khảo nhiều nguồn ha. Nếu mà tìm ít quá thì cái nội dung cái đề tài mình nó sẽ bị giới hạn và nó trùng lặp với những cái đề tài người ta đã làm rồi. Mình phải kiếm nhiều để mình có cái nhìn tổng quan làm cái đề tài mình nó bao quát tới, đừng có bám sát theo một cái đề tài nào người ta làm rồi ha. Mình mà theo sát một cái đề tài thì cái đề tài mình nó sẽ giống như là sao chép lại của người ta, nó sẽ không có tốt hơn, tìm càng nhiều nguồn càng tốt.
em có thể tắt xe được. Còn nhóm người có tìm kiếm thôi, nhưng mà còn ít chưa tìm cao tìm thêm nha. Nội dung chưa có được nhiều ha, tìm nhiều nguồn để mình đa dạng hóa cái nội dung của mình, copy của một hai cái đề tài hoặc là giống như lúc đó mình sao chép của người ta có tốt. Rồi, nhóm 12 có thể share cho thầy rồi. Nhóm 12 là Nguyễn Văn Đà, Nguyễn Gia Khiêm, Cao Huỳnh Vĩnh Kim với Nguyễn Thiện Chí. Hai cái đây. Có em ơi. À, rồi em share cái màn hình ra lên thầy xem. Đây. Cái hình này lấy được không thầy? Được, nói chung một số cái hình vẽ thì các cái hình có thể lấy được cũng được. Mình kiếm cái hình nó rõ hơn tí. Các cái hình chụp thì mình được phép lấy. Còn những cái hình mà các sơ đồ mạch thì mình phải vẽ lại. Các sơ đồ khối, nói chung cái nào mà có thể vẽ lại được thì mình phải. Hết rồi. Rồi được rồi. Tương đối là tốt á. À, đúng rồi, đây nè, các nhóm mình để ý nè, à, bạn làm á, thì mình nhìn ha, bạn sẽ tạo một cái thư mục đồ án, rồi bạn lưu ảnh, rồi các cái nguồn, à, mấy em lưu ý mình làm giống như vậy ha, sau này nộp đồ án là mình sẽ nộp luôn cái thư mục như vậy. Rồi, à, nhóm 12 là tương đối là tốt. Rồi nhóm 13 là các Võ Thành Nhân, à, Hồ Phạm Đạt Quy, Lê Huy Hò, Thành Hồng Hiệp. 13 xe lên. 13 bạn nào là gì? 13 Thành Nhân cho. Alo thầy ơi, em nè thầy. Thành Nhân là đại diện đúng không? Dạ em đại diện mà tụi em ở xa nhau thầy, mà tụi em làm bên cái file của bạn Hồ Phạm Đạt Quy mà ở Long An thầy, giờ ở bạn Túc Điện mà bạn không có mạng vẫn lên đó thầy. Em phải chuẩn bị trước chứ, ví dụ như mình chép sao ra mỗi máy đều có lưu chứ. Vừa vậy là chưa có. Rồi thôi tạm thời. Rồi có gì ngày mai ha. Dạ có gì mai. Các quên ngày thứ 6 chứ. Mai là dạ. Thứ 5 là. Dạ. Nhóm 14 là đề tài máy phay. Huỳnh Hồ Hữu Nghĩa, Lê Minh Tiến, Trần Minh Tuấn với Lê Thanh Nhật. Nhóm mình là Hữu Nghĩa đại diện. Có em mà thầy ơi. Rồi các em Minh Tuấn à, rồi Minh Tuấn hả? À, Minh Tuấn xe cái này. Dạ. Dạ. Thầy thấy không mày? Rồi được rồi. Đây đây. Hay nhớ mà phải tay. Tụi em tới đây hả? À, kéo lên trên dùng nhìn tay. Kéo lên trên. Dạ dạ. Dạ thầy. Thời tổng quan thì cũng được. Có hình như nó chưa có như phân loại gì về máy phay đó. Dạ. Tại tài liệu của Nghĩa chưa có send file cho tụi em được đó thầy. Nên chỉ up trên cái trang Facebook của tụi, chung của tụi nhóm tụi em thôi. Em chưa lấy về được. À, các cái thư mục mà lưu trữ các cái tài liệu mình download về mình lưu chung lại luôn ha. Chứ tài nộp. Nộp thì phải nộp đầy đủ. Em lưu ở bên máy tính của Hữu Nghĩa thầy. Rồi em có thể tắt xe mà thầy. Dạ dạ đem. Rồi nhóm 15 đề tài máy mai, công danh Phạm Gia Huy, Nguyễn Việt Hùng với Nguyễn Huỳnh Minh Thái. Nhóm mình bạn nào là gì? Dạ em thầy. Xe cái màn hình. Xe màn hình đó thầy.
Thấy thấy màn hình chưa thầy? Rồi thấy rồi. À, thầy ơi, tại em mở lên cái nó bị như vậy là sao thầy? Cái này cái quật cái bản á, em mở được hay sao? Quật cũ đúng không? Quật em là cài bản quật em hay. Dạ 2019 thầy. À, nó bị đoạn mất tiêu. À, từ từ em chờ cái bản thông báo rồi. Coi cái bản thông báo nó báo cái gì. Bên em nó thông báo rồi thầy. Mà ở bên kia thì em chưa thấy. Nãy thầy có thấy cái bản thông báo hiện lên nó tắt quá rồi. Bên em nó có hiện lên rồi nhưng mà bên Zoom chưa hiện. Zoom đâu hiện à? Dạ. Nó kêu là lỗi khi mở file, thử kiểm tra cái gì đó, connection là gì. À. Thì không thấy thông báo, không biết là nó báo cái gì trong đó. Thì để em chụp màn hình lại em gửi thầy nha thầy. Rồi chụp màn hình lại coi cái lỗi này đó. Em tắt xe hả thầy? Xe đi. Có mấy cái tính nào khác không? Có mấy cái khác. Hoặc là em send cái file lên thầy mở thử. Dạ, chắc em send lên thầy mở được á chứ còn em thì em mở không được. Thì để em tắt xe. Send cái file thầy mở lên thì xem. Gửi cái file lên chỗ chat cũng được. Gửi file Word lên chỗ chat đó. Gửi vào lớp chat. Lớp mình tuần này có vẻ vắng hơn cái tuần đầu á. Đầu là 71, nay mới 67, sót một số bạn. Thì mỗi buổi mình chỉ cần online khoảng tầm 40 phút thôi, 40 phút cái lướt qua xem các nhóm mình làm việc như thế nào hết. Nếu còn hầu hết cái đồ án thì các nhóm mình chủ yếu là tự tìm kiếm thông tin ha, theo đúng cái yêu cầu về thời gian. Như đề tài nào thì tìm hiểu các cái nội dung liên quan. Tìm hiểu là càng cố gắng tìm càng nhiều tài liệu càng tốt. Cố gắng đọc hết những cái tài liệu đó thì mình sẽ có cái nhìn tổng quan về cái đề tài của mình. Nắm nó sẽ tương đối một cái chi tiết. Chưa thấy bạn xem cái file này. Em gửi trong phần chat rồi đó thầy. Cái phần của nhóm 12 15 cái bài này mà 15 cái bài thứ hai á. Sau cái phần ở trên lấy y bòn này nên em bỏ cái ở trên đi nha. Dạ dạ tại mở không được nên em vẫn chưa làm này. À là cái file em mở không được hả? Dạ đúng rồi thầy, chứ không phải là em làm xong rồi em mở nó bị hư. Không, mình làm xong vậy thôi chứ gửi cái file làm gì, thầy tưởng đâu nhóm mình làm xong được cách được thông tin gì thì mới mở chứ. Rồi nếu mà không có thì dạ, bữa sau dạ dạ
Này mà sao lại mở không được cái file đó, bình thường các nhóm khác nó mở bình thường, và em coi thử cái thông báo nó là thông báo gì, em tìm cách khắc phục nha. Dạ, chắc tại quật em 2019. 2019 vẫn mở được chứ. Thầy cũng Nó bị có lỗi đuôi. thầy Để em cũng thử em có đổi đuôi của nó này. của thầy 2019 bình thường mà. Nhưng mà của em bị lỗi, em cũng hiểm. Em khắc phục làm chứ, bữa giờ 2 tuần rồi. Dạ. Thầy tạm thời gác lại ha. Ngày mai nha, ngày mai các cái nội dung mình phải tìm trước, các cái thông tin rồi mình biên soạn lại sau cũng được, tìm các cái tài liệu liên quan Dạ, thông em đang tin kêu mấy bạn tìm kiếm tài liệu á thầy, chưa bỏ vô thôi. làm mà không kịp tiến độ là bị trừ điểm nha mấy em. Cứ qua tuần tiếp theo là mình phải qua nội dung mới rồi. Tuần này thì lưu ý là tuần này là cái nội dung của mình, các nhóm mình để ý ra cái nội dung mình ở các cái mục này. Thứ nhất là trình bày đặc điểm công nghệ máy, kiểu công nghệ máy là tìm hiểu tổng quan về cái máy ấy, nó là gì, ở đâu, ứng dụng đâu, không không các cái nội dung tổng quan phân loại gì đó ha. Rồi thứ hai là yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện, có nghĩa là các cái cơ cấu truyền động của nó ha. Các cái cơ cấu ví dụ như cái máy phay thì cái cơ cấu về truyền động của nó là lưỡi dao phay nó chạy như thế nào, chạy dọc chạy ngang hay là gì ha. Rồi cái bàn bàn kẹp phôi nó hoạt động như thế nào, nó kẹp cái phôi như thế nào, nó chuyển động trái phải trên dưới gì đó ha. Cái tĩnh tiến như thế nào ha. Mình đó là các cái yêu cầu về gọi là về truyền động điện và trang bị điện. Về trang bị điện thì có nói về cái mạch điều khiển của nó như thế nào ha. Thì nói sơ sơ bộ về cái mạch điều khiển đó ha. Nó có những cái mạch nào ha. Ví dụ nó còn có mạch điều khiển động cơ dao phay, mạch điều khiển động cơ bàn trượt, không không thì mình phải nắm sơ bộ đó. Đó gọi là các yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện nha. Thì cái tuần đầu tiên mình sẽ tìm hiểu sơ bộ về những cái này. À, 2 tuần đầu á, 2 tuần đầu á, hai này thì gom chung là 1 á, thì mình sẽ làm trong 2 tuần đầu, có nghĩa là hết tuần này à, thì mấy em phải tìm hiểu xong những cái nội dung này á. Qua tuần sau thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung tiếp theo, đó là vẽ sơ đồ nguyên lý điều khiển và động lực. Thì lúc đó các cái nhóm mình đã tìm hiểu, mình biết em nó có cái mặt gì rồi à, thì yêu cầu vẽ lại cho thầy dùng cái phần mềm FECMU vẽ lại cho thầy cái mặt nha. À, nộp lại cái file vẽ rồi nha, cái file vẽ này mình phải vẽ lại ha. Rồi thì đã dùng các phần mềm này, thì mấy phần mềm này mấy em tự tìm hiểu cách sử dụng á. Hôm trước thầy có đã làm video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm FECMU, còn AutoCAD thì chắc mình cũng có học rồi đúng không, đang có học rồi ha. Và dùng vẽ bằng Protect cũng được, Protect làm bên điện tử ứng dụng thì có cái sử dụng Protect. Rồi thì đó là cái phần về cái sơ đồ nguyên lý mặt, mình phải biết cách vẽ cái mặt dựng cái sơ đồ của nó. Rồi qua phần tiếp theo là giải thích sơ đồ nguyên lý, mình phải biết được cái sơ đồ nó hoạt động như thế nào, nắm đó và diễn giải nó đây, cái mặt đó thì nó sẽ chạy như thế nào. Thì cái này có thể gom chung lại cũng được, vẽ và diễn giải sơ đồ thầy sẽ gom chung lại nội dung đó, mình cũng sẽ thực hiện trong 2 tuần, hoặc là 2 tuần đi. Rồi tính toán lựa chọn các phần tử trong trong 2 tuần, còn 1 tuần nữa là mình sẽ làm về liệt kê phần tử thiết bị. Có thể thầy sẽ rút ngắn lại, có thể cái phần vẽ với lại cái sơ đồ nguyên lý có thể trong 1 tuần đó. Tính toán phần tử cho 2 tuần đi. Thì trong tuần này, đối với trong tuần này mình phải cố gắng hoàn thành 2 cái nội dung này nha, đặc điểm công nghệ máy và cái yêu cầu về truyền động điện trang bị điện, và là mình cố gắng hoàn thành trong này. Thì qua tuần sau thầy sẽ ngày thứ tư tuần sau là các nhóm phải nộp cho thầy các cái nội dung này ha. Cái file Word mình đã làm được tới hết phần này rồi, các cái tài liệu liên quan mình tạo cái thư mục mình lưu vào ha, nén lại gửi lên đó nha. Trước đó thầy sẽ nhắc lại ha. Thì các nhóm phải tranh thủ tìm, chứ tại vì mình không tranh thủ là mình làm không kịp đâu ha, nó có tiến độ rồi ha. Thầy tiến độ ra thôi, tiếp theo cái nhóm tiếp theo đi. Nhóm tiếp theo là nhóm 16.
nhóm 16 là Trần Chí Linh, còn Nhật Trường, Nguyễn Thành Trung với Hồ Bảo Long. Nhóm 16 của các bạn đại diện không? Chí Linh có không? Chí Linh ghi đầu chứ, Chí Linh đại diện đúng không? Trần Chí Linh. Nhóm 16. Chí Linh, Nhật Trường, Thành Trung, Bảo Long. Nhóm mình có ai đại diện ở đây không? Các bạn nào nhóm này không? Em mà cái quạt em đi lỗi thầy để tới sáng em trình lên cho thầy. Giờ có hình không à, cái quạt mở lên thầy. Có cái thư mục thì mấy em đã tìm kiếm những tài liệu nào có không? Có mà nó nằm trên mạng đó thầy. Chứ đau về mấy chứ. Lưu về mấy chứ. Rồi thôi được rồi. À, tiếp theo là nhóm này thầy tôi đã là gì? Nhóm này chưa có đem. Ngày thứ sáu là phải có sao là thầy xem đó. Qua tới thứ tư tuần sau là tất cả các nhóm mình sẽ phải nộp cái phần về đặc điểm công nghệ và cái cơ bản về trang bị điện và truyền mạch điện của các cái máy này. Rồi nhóm 17 về cầu trục gồm có Đình Khoa, Quốc Đạt, Hoài Anh, Tuấn Sang. 17 các bạn là đại diện em. Hello thầy. Là nè tên gì? Chưa thấy. Alo, anh em thật. Rồi, em có thể xem màn hình chưa? Đúng không? Xem. Dạ đây thật. Rồi, để tập xem ở đây. Rồi, em... Mới được có nhiêu đây à thầy ơi? Chưa thấy gì hết chưa thấy rồi thầy chưa thấy chờ xíu xin các bạn khác có thấy không sao thầy thấy cái màn hình nó xám xịt nó đâu có gì rồi đèn thui thầy ơi cái đèn thui là không có gì hết dạ vâng thấy cái màn hình desktop chứ chưa thấy cái file thấy cái file là báo cáo đồ án không thấy cái nội dung em mở nó không có lên cái file Word hay sao em mở ra mà thấy cái file Word của em mở nó có chiếu lên được nó bằng xám xám ở bên máy của em nó có hiện không có thầy nó vẫn mở cái file lên được hả? Dạ. Thầy thấy nó còn xám chứ nó không có phải là được cái file chữ. À, mấy em mở vô cái thư mục tài liệu tham khảo thầy xem được. Tài liệu tham khảo em tìm được gì rồi? Dạ đây. Chưa có gì hết. Rồi thôi được rồi. Nếu mà xe không đấy. Được thì không. À, cái này mở lên được nè. Cái này thấy nè. Rồi được. Dạ đâu đây thầy sao cái này ta lại không hiểu ta rồi kéo xuống em kéo xuống thầy được nó được đây thầy ạ ít quá nha cố gắng tìm hiểu thêm đây. À nó báo sắp hết thời gian rồi rồi à, thôi được rồi tiếp đi tách xe thầy yêu cầu còn hai nhóm nữa xong rồi thầy dịch ra tí rồi mình đi mỗi buổi thầy chỉ cần lên mình phải kiểm tra một số nhóm làm như thế nào trước một tí thôi, nó cũng không còn nhiều. Chủ yếu là mình hoàn thành cái đồ án mình nộp cho đúng hạn thôi. Rồi tiếp cái nhóm 18 có ở đây không? Hoàng Hiếu, Đình Tú, Huy Sáng. 18. Hoàng Hiếu, Đình Tú, Huy Sáng. Lê Hoàng Hiếu, ở đây này. Này nhiều hôm trước còn mấy đứa trễ nãy không có nhóm mà kéo nhau lặp lại nè giờ chắc bán mạch rồi còn Hiếu không có đúng không Đình Tú quán luôn hơi sáng lát nữa thầy điểm danh nha rồi vậy là không có bạn nào nữa này còn cả sáng rồi còn nhóm cuối nhóm
19 Hồ Đình Tiến. Hồ Đình Tiến cái này. Đình Tiến là... em thầy ơi. Rồi, em share màn hình thầy coi thử bữa giờ em tìm kiếm được gì. Dạ. Nhanh nhanh nha, thầy. Nói sơ một số cái vấn đề. Em à. Tìm được mấy tài liệu này thầy. Tài liệu này tham khảo thôi nha, không có được copy. Dạ dạ, em chỉ tham khảo thôi. Dạ dạ. Nên biên soạn vô file cuộc. Dạ dạ. Rồi được rồi, em có thể mở cái tài liệu khác nữa không? Dạ, em muốn tìm được có một cái. À, không được nha, phải em tìm một. Dạ dạ, để em tìm thêm mà. À, chứ có một cái là chỉ có tham khảo từ đó là cứ copy hết ra là không được ha. Các nhóm mình lưu ý. Dạ dạ. Tham khảo nhiều nguồn ha. Cái nội dung mình phải tự đọc tổng hợp lại. Rồi thôi được rồi, bác sẽ tắt xe mà. Rồi, thì để thầy thầy để thầy điểm danh lại ha. Cái đứa tắt viết trên tay để nó hỏi nhảy cái tên lộn xộn nha. Mọi người nói thế là nó kiểu lên tôi nó là không kiểm soát. À, thế này à, trước khi nghỉ thầy có về số cái thế này các nhóm thứ nhất là mình chú ý là tuần sau thứ tư là các nhóm mình sẽ nộp cho thầy cái file Word báo cáo cái nội dung thứ nhất và thứ hai đó là cái về trình bày đặc điểm công nghệ của máy và các cái yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện của máy nha. Thì mấy cái em nộp sẽ nộp thầy cái file Word cái phần cái nội dung trình bày rồi các cái tài liệu tham khảo liên quan mình tạo cái thư mục mình lưu về để xem cho mình. Yeah, thì nên em phải tạo một cái thư mục đồ án mình tạo một cái thư mục đặt tên là đồ án trang bị điện. Trang bị điện nhóm. Ví dụ nhóm 1 chẳng hạn ha. Rồi đề tài gì đó, ví dụ máy do, một máy do này ha. Rồi, thì trong này mình sẽ lưu các cái nội dung mình tìm hiểu về. Ví dụ như thì giờ thầy tìm cái máy do ha. Máy do. Thì thầy tìm được cái tài liệu liên quan tới máy do chẳng hạn. À, nó giới thiệu là cái máy do ngang. Thì thầy kiếm được cái tài liệu liên quan cái máy đó thì thầy lưu về à, nếu mấy em lưu cái bài viết nào ở trên web á, thì mấy em có thể lưu bằng cách mình save ép cái web ra à, mình save nó về à, save bài ép này à, thì mình lưu nguyên cái bài nó về à, à, lưu nó về thì xong thầy có thể mở ra thầy xem được là cái thì nhóm mình đã lấy cái tài liệu từ cái web này. Đây, ví dụ nhóm mình là cái thư mục là đồ án trang bị điện này. Thì mấy em lưu về thì nó sẽ có cái file về cái máy do đó. Thì đó là một cái tài liệu tham khảo để thầy biết là nhóm mình tìm những cái tài liệu này. Lưu cái web về luôn được. Hoặc là mình có cái tài liệu nào đó thì mình down về thì mình lưu cái tài liệu đó trong cái thư mục này luôn. Cứ lưu đúng từ trên xuống dưới nha. Nếu cái nào mà nó nhiều cái file nó lộn xộn ví dụ hình gì đó thì mình có thể tạo một cái thư mục riêng nữa à, ví dụ như hình ảnh máy do thì nè à, thì mấy em lên mạng em download mấy cái hình ảnh về mấy em
tạo thư mục riêng. Các cái hình ảnh máy do em lưu về thì mình tạo cái thư mục riêng mình lưu về á, hình ảnh máy do mình lưu về nha. Đó. Thì mấy em tạo cái thư mục này em lưu cho thầy. Đó, thì đó là cái cách để mình lưu trữ cái đồ án của mình á, là để thầy kiểm soát là mình tìm kiếm cái gì, mình đã tìm hiểu cái gì. À, thì mấy em phải tạo cái thư mục tên nhóm đồ án ha, và cái đề tài của nhóm mình. Thì sau đó mấy em có thể nén lại tất cả các cái tab file trong này ha. Rồi một cái file Word, mấy em phải làm một cái file Word, mấy em biên soạn lại ha. Có nghĩa là báo cáo đồ án. Thì trong này mấy em sẽ biên soạn lại cái đồ án và mình lưu thành cái file ở trong đây. Thì sau này thầy chấm ha, thầy vô đây thầy sẽ xem cái file báo cáo đồ án của mình, xem cái file báo cáo đồ án của nhóm mình, rồi sau đó thầy sẽ xem thử các cái tài liệu mình tham khảo từ những cái nguồn nào, video gì đó cũng có thể lưu cũng được, nhưng mà video nó nặng quá thôi cũng được. Cái nào nhẹ nhẹ thì mấy em có thể bỏ vô trong thư mục này. Rồi thư mục này mấy em có thể nén nó lại, nén lại thành một cái file mấy em gửi cho thầy ha. Nén lại thành cái file gửi cho thầy. Được. Thì nén lại thành cái file nén như này, mình gửi lại như này. Thì đó là cái cách để báo cáo đồ án ha. Gửi nha. Nộp cái báo cáo là nộp như vậy. Thì trong đó sau này thầy giải nén ra thầy sẽ biết là nhóm mình có những cái gì. Nhớ nha, các nhóm mình phải làm trên máy tính nha. Rồi thì còn khoảng 2 phút nữa, còn khoảng 1 phút rưỡi nữa thì cái nội dung này nó sẽ tắt. Bây giờ các nhóm nào có thắc mắc, có câu hỏi gì cần thì báo thì hỏi ha. Rồi nếu hết thời gian, chú ý. Hết thời gian thì các nhóm mình này đã chụp màn hình lại các cái bạn tham gia cái học này. Thì nếu mà hết thời gian mà bạn nào mà còn có thắc mắc muốn hỏi thì mình join lại vào cái Zoom. Còn không thì các nhóm mình có thể nghỉ mình tiếp tục tìm kiếm các cái nội dung được yêu cầu. Chú ý là hoàn thành trước ngày thứ tư tuần sau ha, nộp lại cho thầy cái thư mục chứa cái báo cáo. Nộp lại cái thư mục chứa báo cáo đồ án cho thầy. Nhóm lưu ý ha, thứ tư tuần sau là phải nộp lại. Hai cái nội dung chính là trình bày đặc điểm công nghệ máy và trang bị điện và truyền cảm điện của các cái máy. Rồi, còn một phút nữa nó sẽ tắt. Nếu mà bạn nào có thắc mắc thì sẽ join lại vào. Thầy đã điểm danh trước rồi nên là bạn nào mà không có thắc mắc gì thì mình có thể thao luôn cũng được. Còn ai có thắc mắc thì join lại vào Zoom và đặt câu hỏi. Còn sau 10 phút mà thầy không có ai vào đặt câu hỏi thì thầy sẽ tắt offline luôn cái Zoom đó. Đấy, nếu cần đặt câu hỏi gì thì join lại vào cái Zoom đó. Chuẩn bị nó nào. Nếu không có câu hỏi gì thì các em có thể ao cũng được ha. Thầy sẽ tạo cái Zoom mới cho bạn nào đặt câu hỏi vào.